Với ưu thế về hạ tầng kỹ thuật, thông tin, dữ liệu phong phú từ thị trường bất động sản sôi động, Thành phố Hồ Chí Minh được đề xuất là nơi thí điểm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Đề xuất này được nêu tại hội nghị cơ chế chuyển dịch đất đai và chính sách pháp lý đột phá tổ chức ngày 7 tháng 4. Theo dự thảo luật đất đai sửa đổi, cả nước sẽ tồn tại duy nhất một cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, được quản lý tập trung và đồng thời có sự phân cấp, phân quyền thống nhất từ Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đến tỉnh, thành phố. Ngoài cơ quan quản lý, các tổ chức, cá nhân cũng sẽ được khai thác dữ liệu khi được cơ quan quản lý dữ liệu đồng ý và có trả phí. Các ý kiến thảo luận tại hội nghị cho rằng, thách thức trong nhiều năm qua là thị trường bất động sản trong nước hoạt động chưa thật sự chính quy, gây khó khăn trong việc xây dựng và hình thành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chung. Ngoài dữ liệu về giá giao dịch mà cơ quan thuế đang quản lý, pháp luật chưa có định chế để truy nhận thông tin về giá đất trên thị trường. Nói về sự cần thiết của việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Tiến sĩ Dư Phước Tân, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thành phố đã có đề xuất triển khai về chính sách đánh thuế nhà đất thứ hai trở lên trên địa bàn vào thời điểm thích hợp. Muốn thực hiện được, việc đầu tiên là cần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nhà đất một cách toàn diện, thống kê, quản lý tài sản của người dân để đảm bảo công bằng.